Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau. Nhưng điều luôn nói trước đây cho rằng chuyện chẳng đổi thay. Hôm nay đêm xem lại, ta chạy theo ý nghĩ riêng, ta bận tâm những thứ xung quanh nhiều hơn. Không phải do cái thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa cô đơn từ năm trước. Điều này giống như ta đang vi phạm bây giờ, và để cho tháng năm trôi đi không nhiều lời châu. Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì được chứ. Vì một khi đang cố gắng làm người kia vui, nghe giọng lúc ấy thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mất. Trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ thế, nhưng rồi anh lại sợ lỡ chi mới đôi nơi ta lạc nhau cả đời. Xe mưa chuyện mình làm nhạt đỏ mắt môi bên nhau như chịu cực hình. Người có nghe con tim bao cần làm gì là đã quá dễ. Vì một khi đang cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu.